Việt Nam thống nhất Bắc Nam trong từ nay. Một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên. Nào cùng vui trong ánh đao vàng rạng ngời bốn phương. Vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam. Nói tấm gương ngài từ cả giải thoát chúng sinh, chúng ta dọc lòng nguyện cùng gieo rắc quanh mình. Bao mối duyên lành tràn ngàn hộp tan đau đớn, chắp tay ta cùng dưới đài sen thắm kề toàn. Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam chung từ nay. Nào cùng nắm tay kết nên một đài sen. Nguyện làm sao cho đóa sen người giảng người ngát hương, muôn phương tâm nguồn Phật giáo Việt Nam. Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam chung từ nay. Một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên. Nào cùng vui trong ánh đao vàng rạng ngời bốn phương. Vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam. Nói tấm gương ngài thì cả giải thoát chúng sinh, chúng ta dòng lòng nguyện cùng gieo rắc quanh mình. Bao mối duyên lành tràn lan hợp tan bao đớn, chắp tay ta cùng dưới đài sen thắm kết đoàn. Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam chung từ nay. Nào cùng nắm tay kết nên một đài sen. Nguyện làm sao cho đóa sen người giảng người ngát thương, muôn phương tâm nguồn Phật giáo Việt Nam. Nguyện làm sao cho đóa sen người giảng người ngát thương, muôn phương tâm nguồn Phật giáo Việt Nam. Nguyện làm sao cho đóa sen người giảng người ngát thương, muôn phương tâm nguồn.